anh em nha. Để hôm nay cửa hàng nông cơ Nguyễn Nhân Châu em đây là để review cho anh em xem con xe múc Kubota. Con này Kubota U15 nha anh em. U15. Con này cực dài. Siêu dài luôn. Dài miên man luôn đây nè. Em đứng đây cho anh em dễ hình dung ra được nè. Đó anh em thấy không? Cần rất là dài luôn anh em. Đời mới hay làm mấy cái cần dài lắm. Con này thì gào khoảng 35 nha anh em. Gian em gian 25 chứ không phải. Gian 20 đây. Cần thiết rồi nè, rất là ok anh em. Tì lớn rồi anh em thấy không? Con này nước xuyên liên nha anh em. Kubota đời mới chữ mẻ nè. U15. Con này nó xài đề cao thì nó xài nhông hành tinh rồi. Đây nè anh em. Tiện cho anh em việc thay thế đầu dàn gầm rồi nè anh em thấy không? Còn rất mới nha anh em. Đây có nhiều anh em thắc mắc ở đây mà sao mà nó thường nó có cái lỗ mà nó có mở bò đây nè anh em. Đây là những cái dòng đời cao nó mới có anh em. Nó để tăng xích bằng mở bò chứ không phải như mấy anh đời tống mà tăng xích bằng dặn răng. Đây. Đó. Đây nè cái này là lam không phải là nó cục đâu nha anh em. Thường là anh em thấy là cái xích là nó bằng với cái lam. Nhưng mà cái này là nó nằm ở đây anh em biết tại sao không? Đây. Tăng đưa xích. Anh em thấy không? Tăng đưa xích ra vô. Đây, lam đồ dàn gầm đồ còn ok lắm anh em. Con này nó đi xích sắt sẵn luôn nha anh em, xích đẹp lắm anh em. Đây nè. Đó, dàn gầm đồ rất là ok nha anh em. Đó, nhông hành tinh rồi, nhông đồ nè anh em thấy không? Nhông à. Còn rất là dày luôn, dày cui luôn. Kubota U15. Con này nó xài nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó ác lắm anh em. Đây. Xài 3 máy. Thấy không? Bê tông. Đây lấy thủy. Con này là đời siêu cao rồi. Em thấy cái máy không? Đã không? Điên luôn. Máy mới tinh à? 782. 78 nè. Thấy nó chỉ là cái xác nhỏ thôi anh em, nhưng mà cái công suất nó lớn lắm anh em. Máy dễ nổ lắm. Máy không? Mấy con này thì hơi hám là bao rồi. Nó lăn tăng cái gì đó. Đấy là hơi hám rồi, bao cho anh em luôn. Phải suy nghĩ gì hết. Nói dàn hơi là bao. Đây. Này gì nó thao tác thì nó cũng đơn giản lắm em. Đây cái cầm này là cầm mà để nó điều khiển qua lại cái này nè anh em. Đó anh em phải nói vậy, anh em phải gạt xuống cái này. Đó, anh em đẩy tới. Đó anh em thấy không? Đó là anh em đẩy luôn. Đó là nó qua đây. Ui trời. Em lái không có chuyên nghiệp nên nó hơi rườm rà chút. Còn cái này là búa đục nha anh em. Đường búa đục. Còn này là nhanh chậm. Để em giới thiệu sơ thôi. Hơi nó nhờ anh Tý anh ra anh múa dài được. Với em lái là múa lái. Này nó xài 2696 giờ nha anh em. Thường mấy ông nội mà đời mới hay xài cái bình dầu nhựa quá anh em. Để nó hạn chế cái việc tối đa mà nó ra tan mà nó hư cái ti bơm của mình. Dạ đẹp lắm. Đó anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với ông chủ của em. À, ông chủ em đây. À, em chỉ là thằng quay video thôi. Mấy anh em thông cảm ha. Giá cả thì cứ liên hệ với chủ 0913948706 hoặc là 0972547272. Tí ơi Tí chạy tới chạy lui rồi cho anh em tham khảo rồi chiếc xe này. Bây giờ đứng hướng nào? Hôm qua em quay video cái chiếc Kubota em đứng ra ngoài đường, xe nó xém hung em luôn. Đó là tít nữa. Cửa hàng nông cơ Nguyễn Nhân Châu,
đau ghê không, cần nó dài nó cao học sâu vô trong luôn, nó dài lớn này. Ồ, anh Thợ nhuyễn không, quá nhuyễn luôn. Này chắc không phải xin ông chủ đào cái đống đất ở đây nè để thử xe cuốc. Bơm lên đi tí, bơm lên đi tí, bơm bơm lên đi, bơm bơm máy á, bơm máy á. Bơm bơm máy á, bơm bơm cao miếng nữa đi. Rồi để làm hình nền phát hả? Ok. Rồi. Thấy nãy em có nói với anh em cái vụ mà tăng đưa xích á, rồi đây em sẽ làm thử cho anh em coi nè. Rồi, tăng đưa đi tí. Đó, em thấy không? Rồi, ra đây. Đó. Thấy không? Rồi, tăng đưa xích. Rồi xuống đi. Không chạy ơi, chạy đi, chạy đi. Cái này nó còn có cái chạy một bên được rồi tí ơi. Này nó có cái chân chạy, chân nhân chạy nè. Rồi. Thấy chưa? Rồi xuống đi tí ơi, xuống đi. Rồi con này thì không phải lăn tăn suy nghĩ gì rồi anh em, quá dữ. Nhẹ nhàng ghê. Ồ, quá nhẹ nhàng luôn. Ôi là lên, ôi là lên. Đó, mấy anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với ông chủ của em. Đó, 0913 98 306 là 0972 54 72 72. Đây, cửa hàng em đây, nông cơ Nguyễn Nhân Châu. Còn bên đây là của bà chủ em. Bà chủ em bán đồ mới với lại cái máy cưa, máy mắc cỏ đồ đó anh em. À, bên đó là ba cái cửa hàng của bà chủ. Còn đây là đó của ông chủ, hai người, người hướng. Rồi mấy anh em thấy hay thì cho em một like, một chia sẻ, nhớ subscribe kênh em để xem những video mới nhất nha anh em. Rồi xin chào tạm biệt mấy anh em nha, chúc mấy anh em một buổi tối tốt lành.